Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Các bạn cùng xem với mình nha. Con XK220 đang bơi phà di chuyển trên sông nè các bạn ơi. Chiều kinh này rất là nhỏ luôn các bạn. Cần quá dài luôn. Bơi rất là chậm. Rồi. Tới chỗ là gấp luôn rồi. Không được các bạn ơi, bỏ qua lỗ bỏ không được rồi nên đi các bạn. Rồi di chuyển như vậy nè.
Chúng mời quý vị đến với sân khấu khu chơi giải trí Minh Tuần tối đêm nay, địa điểm phục vụ tại khu trụ sở ấp Thành An 2 cuối kênh 7, địa điểm phục vụ tại khu trụ sở ấp Thành An 2 cuối kênh 7 và chương trình đặc biệt tối đêm nay. Bơi di chuyển sông lớn các bạn.